trại của mình thì là mình đã hoạt động được 4 năm nay rồi. Và hiện tại thì là mình đang nuôi hai cái loại chim thương phẩm chính, chim chỉ. Đó là chim chỉ xanh và chim chỉ đỏ. Chim chỉ thì nó khác biệt với con gà. Ví dụ con gà của mình thì thông thường nó sẽ đẻ vào buổi sáng. Còn chim chỉ thì nó sẽ đẻ vào buổi trưa. Vì vậy thì là mình sẽ thông thường mình sẽ nhặt trứng vào buổi trưa. Và cái thời gian đẻ của chim chỉ này nó tốt hơn gà rất nhiều, nó đẻ liên tục quanh năm. Chỉ có giai đoạn mà 1-2 tháng nó nghỉ đẻ là để cho thay lông thôi. Về cái nhiệt độ ấp trứng thì trứng ấp chim chỉ thì nó cũng giống như là ấp gà. Thời gian nở của nó cũng là 22 ngày. Và cái thời gian ấp của nó là từ ngày 1 cho tới ngày 19 thì mình sẽ ấp ở nhiệt độ là 37,5 độ C và độ ẩm là 55%. Thì sau khi mà từ ngày 19 cho tới ngày 22 bắt đầu chim nở thì mình chuyển sang lò nở. Thì là mình hạ nhiệt độ xuống một chút là còn 36,8 độ C để con chim nó trong quá trình mà bắt đầu nó đạp vỏ trứng nó nở nó dễ dàng. Cái giai đoạn khó khăn nhất của việc cả quá trình nuôi chim chỉ thì là cái giai đoạn úm. Trong vòng 10 ngày đầu tiên khi mà bắt đầu xuống lò là quan trọng nhất. Tại vì cái giai đoạn này nếu như mình không chăm sóc kỹ thì con chim nó rất là bị bệnh, dễ bị bệnh. Và đặc biệt là về một số loại bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa. Sau đó thì là cả quá trình về sau, khoảng độ chim khi mà đã lớn được khoảng 2 tháng tuổi thì là cái sức đề kháng của con chim chỉ nó rất là lớn. Và thêm nữa là cộng với môi trường của mình nuôi ở đây là môi trường nuôi bán hoang dã. Cho nên là về sau này thì mức độ hao hụt hầu như là bằng không.